Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh. Và mình là Thu Anh, Tarot Reader với hơn 7 năm kinh nghiệm. Mình ở đây để đem đến cho bạn những cái bài giảng về Tarot, đồng thời là những cái mẹo hay, mẹo đọc bài Tarot mà đúc kết từ chính kinh nghiệm của mình. Các bạn lưu ý cho mình là những kiến thức mình đưa cho các bạn nếu các bạn tìm đến những reader khác, mình cam đoan là các bạn sẽ phải trả phí, và mình đang cung cấp cho các bạn một cách hoàn toàn miễn phí. Thế nên các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách theo dõi kênh, theo dõi, ấn like video, rồi và các bạn có thể bình luận ở phía dưới. Các bạn có thể bình luận như kiểu hình trái tim hay là cảm ơn chị Thu Anh. Đấy, thì coi như có động lực để giúp cho mình, có thêm động lực để giúp cho mình ra thêm những video trong thời gian tới. Đấy, và các bạn đừng quên là có thể đặt lịch xem trải bài riêng, là số chiêm tinh cá nhân và học Tarot 1:1 với mình qua trang Facebook Chiêm Tinh Cổ Học này, Facebook Tự học Tarot cùng Thu Anh này, hoặc là Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này. Ngoài ra, bạn nào mà muốn tham gia vào một cộng đồng tự học Tarot thì cũng có thể tham gia vào group trên Facebook Cộng đồng Tự học Tarot cùng Thu Anh. Các bạn có thể tìm thấy link hoặc là tự đánh cái tên tiêu đề ra như thế thì các bạn ấn tham gia vào cộng đồng. Trên đó thì có admin là mình chứ, có các mod gọi là gì nhá, quản trị viên, đúng không? Kiểm duyệt viên chứ, sẽ giúp các bạn hoặc là những cái bạn khác cũng tham gia nhóm, sẽ giúp các bạn hỏi đáp, giải đáp những cái vấn đề liên quan đến Tarot. Rồi, và trước khi đến với bài giảng của ngày hôm nay, đó là phân tích chi tiết lá số 9 trong bộ ẩn chính lá The Hermit, mình thông báo một tin vui. Tin vui này là tin vui dành cho mình, nhưng cũng có thể là tin không vui lắm dành cho các bạn. Đó là kênh của mình được đủ điều kiện để kiếm tiền, bật kiếm tiền. Tức là từ nay mình sẽ chèn quảng cáo vào trong mỗi video. Cái tin này có thể không vui cho các bạn bởi vì nó khiến cho các bạn bất tiện khi xem video chăng. Nhưng mà một lần nữa mình mong các bạn là hãy thông cảm cho mình, bởi vì coi như cái tiền kiếm được quảng cáo từ video, từ cái kênh này nó không được nhiều đâu. Nói thẳng, kể cả kênh trải bài chung, mấy shop của mình cũng không hề nhiều đâu. Nhưng mà nó giống như là một thứ gì đó tạo động lực cho mình, để mình cảm thấy là những thứ mình làm nó vẫn có giá trị cả về tinh thần lẫn vật chất. Nó mang đến cho mình giá trị, bởi vì những gì mình đang làm ở đây đó là cung cấp cho các bạn chất xám của riêng mình, đồng thời là công sức quay rồi thời gian của mình. Mà mình nhắc lại một lần nữa là tất cả những thứ này nếu bạn tìm đến reader khác thì các bạn sẽ phải trả phí. Mà ở đây các bạn không mất đồng nào, có chăng thì có vài giây xem quảng cáo thôi, chưa kể chúng ta có nút skip quảng cáo, đúng không? Đó, thế là mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Rồi, thế đến cái bài giảng của ngày hôm nay về lá The Hermit, hay còn gọi là ẩn sĩ. Thế thì nếu mà ta nhìn vào hình ảnh trước nhá, thì ta sẽ thấy là một ông già, già, trông già thì nghĩ rằng là khó tính, đang chống gậy, và đang đi trong bóng tối. Cái này là thể hiện màn đêm đấy. Và ông ta đang cầm một cái ngọn đèn dầu le lói. Thì bây giờ nhìn hình ảnh cảm giác như ông đấy đang tìm đường. Nhưng mà thôi, ta giả sử là ông ấy tìm chìa khóa đi. Tìm iPhone, tìm chìa khóa đi. Và trời thì tối, ông thì già, tay phải chống gậy. Tức là sức khỏe cũng không được tốt, rồi cũng không nhanh nhẹn. Và cái ngọn đèn dầu của ông ấy đâu phải là cái đèn flash của điện thoại đâu. Đâu có soi theo kiểu là thành tia sáng đâu, mà soi mập mờ như thế này. Thì bạn nghĩ là ông này có tìm được cái chìa khóa của mình sớm không? Không. Biết thế đã. Rồi tí nữa mình sẽ nói ý nghĩa của tất cả hình ảnh biểu tượng này nhá. Tìm kiếm một thứ gì đó nhưng không dễ tìm thấy, cứ nhớ trong đầu vậy đã. Bây giờ mình muốn các bạn nhớ lại một chút, bởi vì khi mà mình học bộ ẩn chính, các bạn phải luôn luôn liên kết với hành trình của gã khờ. Các bạn tuyệt đối không nên học từng lá một. Đó mới là cái hay của bộ ẩn chính. Nếu các bạn học từng lá một, mời các bạn học bộ ẩn phụ, nó rất dễ. Nhưng mà bộ ẩn chính các bạn học, các bạn phải nhớ lá trước là gì, lá sau là gì. Kể cả trong một trải bài, khi mà ra lá này thì ta cũng phải, đôi khi nhá, ta sẽ diễn giải theo cái hướng là bởi vì năng lượng của lá trước nó như thế nên bây giờ bạn xuất hiện cái lá này. Đấy, đó là cái hay của việc giải tarot, đặc biệt là bộ ẩn chính. Thế nên mình diễn giải, mình hướng dẫn rất kỹ bộ ẩn chính là vì thế. Rồi các bạn nhớ cho mình lá ngay trước lá Hermit, lá số 8 mình vừa mới giảng tuần trước. Đó là lá sức mạnh, cái người con gái đang thuần hóa con sư tử. Đấy. Cái năng lượng của lá sức mạnh đó là năng lượng tốt. Biết mình là ai, biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng, biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Rất là có khả năng kiềm chế được cái lửa, cái nhiệt huyết, cái phần thú tính trong người. Nói chung là năng lượng của sức mạnh, lá sức mạnh nó rất là đẹp. Nó thể hiện một cái sự khiêm tốn nhưng mạnh mẽ. Vậy tại sao? Mình chỉ nghĩ theo kiểu logic thôi. Tại sao đang từ cái năng lượng mạnh mẽ đấy để nhảy bục một phát ra thành ông già mò mẫm trong bóng tối? Đúng không? Bởi vì đó là một hành trình mà. Hành trình thì có liên kết với nhau, bước A, bước B, bước C. Tại sao đang từ cái năng lượng mạnh mẽ thế lại nhảy bục sang đây? Mà rõ ràng theo logic thì chẳng phải là khi mà bạn đã biết mình là ai thì chẳng phải đấy là bạn trọn vẹn, bạn hoàn thiện cuộc sống rồi đây thôi. Nhưng mà nó vẫn là lá số 8 trên tổng số 21 lá. Đúng không nào? Tổng số 22 lá chứ. Đấy. Lá số 8 trên tổng số 22. Ok, được rồi. Thì đây mình cũng nói luôn. Cái lá tu sĩ Hermit này là cái giai đoạn khi con người ta bắt đầu có những cái câu hỏi mang tính triết lý hơn một chút về cuộc sống. Không biết ở đây có bao nhiêu bạn đã từng trải qua cái giai đoạn này rồi. Mình nghĩ là các bạn tìm đến tarot thì phần nhiều các bạn sống duy tâm, đúng không? Đấy, nếu mà các bạn thiên về thực tế, khoa học, không thích tâm linh thì các bạn đã không bao giờ nghe cái video này. Và khi mà các bạn đã nghe video này, các bạn sống duy tâm thì thế nào cũng có một lúc nào đó, thời điểm nào đó trong cuộc đời của các bạn thấy mọi thứ xung quanh đều tốt. Các bạn biết bản thân là ai, khá là hiểu bản thân rồi. Công việc, lương, lậu cũng ổn ổn. Người yêu có, gia đình, mọi thứ đều rất là đẹp. Dùng cái lá sức mạnh ấy. Nhưng các bạn vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Và đó chính là năng lượng của Hermit. Cái giai đoạn mà bạn bắt đầu đặt những câu hỏi mang tính triết lý cao. Rốt cuộc thì mình là ai nhỉ? Mình sinh ra để làm gì nhỉ? Mục đích sống của mình là gì nhỉ? Tại sao mình cứ cảm thấy cuộc đời nó thiếu thốn thế nhỉ? Không phải thiếu thốn vật chất, cũng không phải thiếu thốn tình cảm, nhưng mình cứ cảm thấy thiếu một cái gì đấy. Mình cảm thấy mình đang không được sống trọn vẹn là bản thân mình, mặc dù rõ ràng là mình đang là bản thân mình. Đấy. Cá nhân mình đã trải qua cái giai đoạn này vào năm 2019, trước khi mình phát hiện ra là trước khi mình trở thành một tarot reader chuyên nghiệp. Và lúc đấy mình mới nhận ra là đây mới là cái công việc mình thật sự thích, đây mới là cái con đường mình muốn đi. Đó là giúp đỡ được nhiều người, chia sẻ thông điệp cho nhiều người, hoặc là công việc liên quan đến tâm linh. Đấy. Kể cả sau này khi mình không làm tarot reader nữa, mình sẽ vẫn công tác trong cái lĩnh vực này, buôn bán hay là xem lá số, chiêm tinh hay tìm hiểu tử vi, nó chung vẫn liên quan đến lĩnh vực này. Chứ mình không nghĩ là mình sẽ nhảy sang một lĩnh vực mới như là khách sạn, du lịch hay là gì đó đâu nhá. Đấy. Khi tìm được cái con đường này, mình biết à, đây chính là con đường mình phải đi. Đấy là trong trường hợp của mình. Nên mình mong là các bạn cũng sẽ sớm tìm được. Nhưng như mình nói đấy, mình loay hoay mất một năm. Nguyên năm 2019, mỗi sáng ngủ dậy mọi thứ đều ổn, nhưng mình không cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống. Mình không thiếu một cái gì cả. Đợt đấy á, công việc, tình yêu thì lúc đấy vẫn độc thân, nhưng mà gia đình, bạn bè, mọi người yêu quý mình, sức khỏe cũng có, nhưng mình vẫn luôn thấy thiếu. Và bạn nghĩ mà xem, khi mà bạn có những cái câu hỏi mang tính triết lý, tôi là ai, sinh ra để làm gì, vũ trụ có ý nghĩa như thế nào, bạn nghĩ bạn có dễ tìm được câu trả lời không? Đó có phải là cái câu hỏi 1 + 1 bằng 2 bạn đi hỏi giáo viên, bạn hỏi bố mẹ và bạn nhận được câu trả lời ngay không? Không. Và điều đó được biểu thị qua hình ảnh. Bạn nhớ câu chuyện mình bảo không? Ông già này, ông đang tìm chìa khóa. Mà bản thân ông thì già đời rồi. Đấy. Và bạn nghĩ là ông dễ tìm không? Không. Dễ tìm được cái chìa khóa không? Không. Đấy. Thì cũng giống như những câu hỏi của bạn, không hề dễ tìm được câu trả lời. Đấy. Nhưng vấn đề ở đây là cái những cái câu hỏi đó bạn sẽ không tìm được câu trả lời khi bạn ra ngoài và hỏi người khác, mà nó cần có cái sự nhìn vào bên trong. Lá này nói về cái việc là hình ảnh là một ẩn sĩ là gì? Là một ông đi ở ẩn, đúng không? Ông ở ẩn để ông nghiên cứu, để ông tìm tòi, để ông ngẫm nghĩ về cuộc đời. Thì cái giai đoạn, và mình cũng thấy là cái giai đoạn đó đúng với mình, cái giai đoạn ẩn sĩ á, khi mà mình có những cái câu hỏi đấy, mình cảm thấy khá là không thỏa mãn khi tương tác với bạn bè và những người xung quanh. Bởi mình cảm giác như cả thế giới không ai hiểu mình. Tại sao chỉ mình nghĩ về cái vấn đề tôi là ai, cuộc sống là gì, trong khi bạn bè của mình nó vẫn tận hưởng được cuộc sống, gọi là đi làm rồi về hút cần, hoặc là đi làm rồi về tụ tập đi uống trà sữa. Chúng nó vẫn vui vẻ, enjoy, tận hưởng những điều đó. Tại sao mình không làm được? Và thế là mình không muốn gặp bạn bè nữa, mình muốn ở ẩn, mình không muốn nhìn mặt ai cả, mình chỉ muốn đọc sách. Thời gian đấy đọc rất là nhiều, đọc nhiều hơn bây giờ nhiều không? Và đọc và bắt đầu ngẫm nghĩ rất là nhiều về cuộc sống. Đó. Đến giờ mình vẫn nghĩ, nhưng mà giờ là lúc để mình hành động, để mình có những cái dự án mới để thỏa mãn cái nhu cầu, cái đam mê của bản thân. Đó. Nhưng mà thời gian đó năm 2019 thì mình nghĩ nhiều hơn là hành động. Thì lá này cũng vậy. Nếu bạn đang trong giai đoạn của ẩn sĩ, bạn sẽ nhận ra ngay, bạn nghĩ nhiều hơn là hành động. Nhưng mình nói thật luôn nhá, người ngoài nhìn vào nhá sẽ thấy là lúc đấy bạn hơi vô dụng bởi bạn nghĩ nhiều quá, nghĩ linh tài linh tinh, trong mắt người khác là như thế. Đấy, thế tự mình thì thấy cái giai đoạn đó đối với mình nó khá là giống thức tỉnh tâm linh. Nhưng mà thức tỉnh của mình là thức tỉnh nó từ từ thôi, thức tỉnh do học tập, do đọc sách, do nghiên cứu mà ra, chứ không phải là do một cái biến cố kinh khủng nào đó xảy đến. Và mình cũng nói thẳng với các bạn luôn, đời mình chưa gặp một cái biến cố nào lớn cả. Các bạn nghe trải bài chung, các bạn thấy mình tìm hiểu về tarot, các bạn nghĩ là chắc là mình đã trải nghiệm nhiều, nhưng đã không phải. Đời mình chưa thật sự gặp biến cố nào quá kinh khủng khiến cho mình phải tìm đến tâm linh. Âu cũng là điều may mắn. Mình biết thông qua trải nghiệm của những người khác, mình được nghe kể, mình được nghe tâm sự, và mình thông qua đọc, thông qua tìm hiểu, vậy thôi nhá. Đó, tóm lại nhá, cái lá ẩn sĩ này, từ khóa này là các bạn muốn ở ẩn, các bạn muốn ở một mình, có xu hướng tự cô lập, tự thu mình, nhìn vào bên trong để trả lời cho những cái câu hỏi mang tính triết lý. Tôi là ai, tôi là gì? Đây là cái giai đoạn mà bạn muốn ở một mình hơn là ra ngoài tương tác với người khác. Giai đoạn này khá là khó tính đấy. Và cái giai đoạn này mình nói thẳng luôn là bạn đang tìm câu trả lời chứ chưa tìm được câu trả lời. Câu trả lời nó đến vài lá sau cơ, nó không đến ngay lá số 10 đâu, nó đến vài lá sau. Thì mình sẽ nói trong những cái bài giảng tiếp theo. Đấy, ẩn sĩ rồi. Và bạn nhớ cho mình là câu trả lời đó không dễ tìm, nó mất thời gian. Với mình là 1 năm, với người khác có thể là chục năm nhá. Rồi, thế bây giờ còn một lớp ý nghĩa khác của lá này, đó là người thầy tinh thần, người thầy tâm linh, người thầy hướng dẫn, hoặc đơn giản là người thầy trong cái lĩnh vực bạn đang tìm kiếm. Đấy. Có 2 lớp nghĩa như thế nhá. Bây giờ đến ví dụ. Ví dụ bây giờ để miêu tả. Ví dụ 1 là miêu tả người yêu tiếp theo của tôi mà ra cái năng lượng Hermit này. Có thể đây là một người rất là thông thái, hơn tôi nhiều tuổi. Đấy, nếu không hơn tôi nhiều tuổi thì rất là già đời, suy nghĩ rất là già dặn, chín chắn. Nhưng mà nếu mà nói trong chuyện tình yêu thì bạn nghĩ cái lá này nó mang lại cái năng lượng lãng mạn bay bổng không? Không, không hề. Đó. Anh ta được cái thông thái, nhưng mà anh ta không phải là cái người làm những cái sự kiện bất ngờ, buổi tiệc rồi sinh nhật bất ngờ hay cầu hôn bất ngờ với tôi. Đó. Rồi, đấy là miêu tả một người có thể rất là khó tính nữa và có xu hướng thích ở một mình. Mình nói thẳng ra là cái năng lượng này không hợp trong tình yêu nên nếu bạn nào vớ phải anh chàng mang năng lượng này thì mình nghĩ là hai bạn sẽ phải thỏa hiệp rất là nhiều với nhau nếu muốn cái mối quan hệ đó nó lâu dài. Hoặc nếu bản thân bạn cũng là cái năng lượng của Hermit này thì mình nghĩ là thôi tốt nhất đừng yêu nhau nữa. Nói thẳng ra thì trong tình yêu nên yêu cái người khác mình, đừng yêu người giống mình. Đấy. Nghĩ đi, ngẫm đi, rồi các bạn sẽ nhận ra vì sao mình lại nói như thế. Rồi, nếu bây giờ đặt câu hỏi là tình cảm anh ta dành cho tôi, hoặc tình cảm cô ta dành cho tôi. Ví dụ cái người này, bạn và người này vừa bắt đầu ở mối quan hệ và bạn không thật sự rõ là họ có tình cảm như thế nào với mình ấy, mà ra lá Hermit. Đấy, thì có thể là bản thân anh ta hay cô ta đang trải qua cái giai đoạn trả lời cho những câu hỏi như vậy, nên là tình cảm anh ta cô ta dành cho tôi có thể là có đấy, nhưng mà vì những cái vấn đề triết lý gì đó của riêng anh ta, của riêng cô ta mà đôi khi không dành được quá nhiều thời gian cho tôi, hoặc đôi khi tôi sẽ thấy nó rất là phiền. Ví dụ tôi hỏi anh ta là chúng mình cùng nhau đi xem phim đi, thì anh ta bảo không, hôm nay anh cần ở nhà anh đọc sách, anh nghiên cứu nốt cái vấn đề ABCYZ. Dù sao thì cái năng lượng của Hermit, mình nói rồi, không phải năng lượng đẹp trong chuyện tình cảm, vì nó thích ở một mình, thích ở ẩn, không phải năng lượng tốt dành cho các mối quan hệ. Nó không xấu nhưng nó không tốt. Ok. Rồi, thế nếu mà hỏi là một mối quan hệ đang cãi nhau, hai bạn ấy đang cãi nhau và hỏi là có nên chia tay không, lời khuyên cho mối quan hệ mà ra lá này thì khoan hãng chia tay. Có thể là cho nhau thời gian, gọi là cho nhau cái không gian riêng một chút để cùng nhau ngẫm nghĩ. Đấy, vì có thể vừa gặp mặt là đã cãi nhau rồi, không có không gian riêng, cứ gặp nhau là chí chóe. Bạn và họ cùng nên tĩnh lại một chút để nghĩ xem, để nhìn về bên trong là vấn đề nó đến từ đâu. Đấy, có phải là đến từ mình không? Nếu đến từ mình thì mình nên sửa như thế nào? Thì mình thấy là rất nhiều các bạn trẻ, đối với mình thì già trẻ nó cũng như nhau thôi mà. Cái người làm nghề này thì mình thấy là tuổi tác nó không liên quan lắm. Đối với các cặp đôi thì một số vấn đề của họ đấy là khi mà gặp vấn đề cãi nhau, họ luôn nghĩ là do đối phương, không phải do mình, và luôn tìm giải pháp đến từ việc tôi muốn thay đổi đối phương theo hướng của tôi. Nhưng quan điểm của mình là mỗi lần gặp chuyện, kể trong các mối quan hệ, kể cả gia đình, bạn bè lẫn người yêu, mình luôn tự hỏi bản thân trước, có điều gì mình cần thay đổi không? Đấy, cái việc bạn thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn là tốt cho bạn thôi, chứ nó không phải là cái gì đấy nó nhục nhã hay là nó mất đi tính cách hay mất đi bản sắc. Bạn đừng nghĩ vậy. Nếu bạn là một người ích kỷ, rất ích kỷ, và bạn không ý định thay đổi vì bạn bảo nếu thay đổi thì mất đi bản sắc, thì cái đấy là ấu trĩ. Đấy, nên là với cái lá này thì có thể ngẫm nhìn về bên trong xem tôi cần thay đổi điều gì không, thậm chí hỏi thẳng người ta xem là anh hay em thấy anh em hay thấy mình cần thay đổi điều gì không, nói đi. Rồi khi mà người ta nói, người ta góp ý thì nhận lời, đồng ý, xin lỗi, cảm ơn và tìm cách thay đổi, chứ đừng có chửi lại người ta bố mày thế đấy thì làm sao. Nhá. Nếu mà các bạn mang trong mình cái tâm thế bố mày như thế đấy thì làm sao, thì các bạn đừng có yêu, cũng đừng chơi với ai cả. Các bạn chỉ hợp ở một mình cả đời thôi nhá. Rồi nếu trong câu hỏi là sắp tới có tìm được công việc như ý không, một bạn ý thất nghiệp cũng 2-3 tháng rồi mà ra lá này thì bài bảo là thôi thì tiếp tục tìm kiếm. Với cả nếu mà ra lá này thì có thể cái công việc của bạn ý á, bạn ấy đang tìm những cái công việc mà đơn giản là chỉ để thỏa mãn tiền lương của bạn ấy thôi, vì có những cái công việc nó có ý nghĩa hơn, nó mang lại cho bạn ấy mục đích sống mà bạn ấy cần phải suy xét, soi xét. Có thể bạn ấy tốt nghiệp kinh tế, giờ bạn đang tìm những công việc liên quan đến kinh tế, loanh quanh cái mảng đó, nhưng mà bạn ấy không nhận ra là mục đích thật sự của bạn ấy là được giúp đỡ mọi người đi, chữa lành đi, giống như mình. Đấy, nên là với lá này có thể khuyên bạn ấy là nhìn tìm về bên trong để xem là câu trả lời thật sự là gì. Đấy, nếu mà bạn thích chữa lành như thế, bạn thích giúp đỡ mọi người như thế, bạn có thể làm công việc tarot reader. Đấy, nếu bạn có duyên với tarot, hoặc đơn giản là bạn cứ làm một công việc, sau đó nghề tay trái của bạn là làm từ thiện, tham gia các hoạt động xã hội. Đấy, hoặc là bạn làm luôn công việc liên quan đến hoạt động xã hội, liên quan đến xã hội, công việc phi chính phủ trong các tổ chức NGO để bạn nghiên cứu các chính sách để giúp đỡ mọi người. Trước khi mình làm tarot là mình cũng lờ mờ đoán ra được mình thích làm công việc liên quan đến con người. Mình cũng thử xin việc vào các tổ chức phi chính phủ, nhưng mà không có background thì không được nhận. Mà mình giờ nghĩ lại là cũng may, cảm ơn vì đã không nhận mình, vì mình thích công việc này hơn là phi chính phủ. Đấy, còn nếu câu hỏi là trong thời gian tới, hỏi chung chung thôi, trong thời gian tới cần lưu ý điều gì trong công việc mà ra lá này thì có thể trong công việc của bạn ấy bạn tìm được người thầy, một người thầy hướng dẫn trong công việc để giúp bạn ý thăng tiến, để giúp bạn ý học hỏi thêm kiến thức chuyên ngành, kiến thức chuyên môn nha. Dĩ nhiên là trong trải bài ta phải kết hợp nhiều lá khác, nhưng vì ở đây là đang học nên ta giả sử là chỉ có một lá thôi nhá. Ok, thế thôi. Bài giảng hôm nay đến đây là kết thúc. Bài giảng cộng với các ví dụ để cho các bạn thấy dễ hiểu hơn. Đấy. Thì chắc là mình sẽ dừng video này ở đây. Nếu các bạn có bất cứ khúc mắc, thắc mắc gì liên quan đến tarot, các bạn có thể bình luận ở phía dưới nha. Hoặc nếu không thì các bạn cứ bình luận để ủng hộ mình thôi, để tăng tương tác cho kênh thôi, coi như là một cách ủng hộ mình. Và mình rất là cảm ơn tất cả những cái bình luận ủng hộ đó, dù nó không phải để hỏi hay là không phải để giải đáp khúc mắc. Rồi mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Và đừng quên theo dõi fanpage cũng như là tham gia nhóm cộng đồng tự học tarot cùng Thu Anh nhé. Bye bye.